Xin chào tất cả các em. Thầy rất vui được gặp lại các em trong tiết ôn tập ngày hôm nay. Hôm nay, thầy với các em tiếp tục đi một nội dung khá quan trọng trong chương trình hình học lớp 9. Đó là tiếp tuyến của đường tròn. Đây là nội dung cơ bản và các em đã được tìm hiểu. Chúng ta thấy các bài toán liên quan đến tiếp tuyến thì rất nhiều. Và hôm nay, thầy và các em sẽ đi tìm hiểu và ôn tập một vài bài toán quan trọng, quen thuộc để giúp các em tự ôn tập ở nhà được tốt hơn. Mời các em bắt đầu. Nội dung thứ nhất, thầy với các em sẽ đi tìm hiểu, đó là kiến thức cần nhớ. Ở phần này, các em sẽ cùng thầy đi tìm hiểu 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, thầy muốn các em nắm vững, đó là khái niệm về tiếp tuyến của đường tròn. Các em chú ý, khi đường thẳng A và đường tròn tâm O chỉ có một điểm chung C, ta nói đường thẳng A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O, điểm C là tiếp điểm. Các em đặc biệt lưu ý tên gọi tiếp tuyến và tiếp điểm trong quá trình chúng ta diễn đạt và làm bài tập. Nội dung thứ hai, thầy muốn các em thật lưu ý về dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn. Như chúng ta đã được tìm hiểu ở phần trên lớp, đó là để nhận biết tiếp tuyến của một đường tròn thì chúng ta có hai dấu hiệu. Dấu hiệu thứ nhất là về số điểm chung. Dấu hiệu số 2 là về khoảng cách từ tâm đến đường thẳng. Chúng ta đi tìm hiểu dấu hiệu thứ nhất. Để A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O thì đường thẳng A và đường tròn tâm O có một điểm chung duy nhất. Thứ hai, để A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O thì các em lưu ý khoảng cách từ tâm đến đường thẳng A phải bằng bán kính của đường tròn tâm O. Ở đây, cụ thể về dấu hiệu thứ hai, khoảng cách chúng ta thấy OC chính là khoảng cách từ tâm O đến đường thẳng A. Muốn A là tiếp tuyến của đường tròn tâm O bán kính R tại C thì điều kiện thứ nhất là chúng ta lưu ý OC phải vuông góc với A tại C. Điều kiện thứ hai là OC bằng R. Điều kiện thứ nhất thì ta thường hay gọi tắt, đó là điều kiện vuông góc. OC vuông góc với A chính là khoảng cách các em ạ. Điều kiện thứ hai, OC bằng R chính là điểm C thuộc đường tròn tâm O. Trong hai dấu hiệu này, hầu hết khi làm bài tập, chúng ta thường chú ý dấu hiệu thứ hai. Cuối cùng, thầy muốn các em nắm thật vững nội dung kiến thức số 3. Tiếp theo, chúng ta sang tính nội dung kiến thức thứ ba. Ở phần này, thầy rất muốn các em nắm thật vững nội dung sau đây, đó là tính chất của hai tiếp tuyến căn nhau. Các em lưu ý, đường tròn tâm O bán kính R có tiếp tuyến tại B và C cắt nhau tại điểm A. Lúc đó, chúng ta sẽ suy ra AB bằng AC. AO là phân giác của góc A, tức là A1 bằng A2. OA là phân giác của góc BOC, tức là O1 bằng O2. Đây là tính chất các em dùng thường xuyên trong các bài tập liên quan đến tiếp tuyến, đặc biệt là hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau. Vậy thầy muốn các em lưu ý một chút. Vừa rồi, thầy và các em đã cùng tìm hiểu các kiến thức cần nhớ của chủ đề ngày hôm nay. Trước khi sang nội dung phần bài tập, thầy muốn các em cùng nhìn lại các kiến thức vừa rồi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một số bài tập để củng cố các nội dung và kiến thức vừa rồi. Mời các em sang phần 2 bài tập. Ở phần này, chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai dạng bài tập. Thứ nhất là bài tập chứng minh tiếp tuyến của đường tròn. Thứ hai là sử dụng tính chất của tiếp tuyến, tính chất của hai tiếp tuyến.
đi chứng minh đoạn thẳng bằng nhau, góc bằng nhau, vân vân. Trước tiên, mời các em đi vào dạng thứ nhất, chứng minh tiếp tuyến của đường tròn. Mời các em đi vào bài tập số 1. Cho tam giác DEF vuông ở D, vẽ đường tròn tâm E bán kính ED và đường tròn tâm F bán kính FD. Chúng cắt nhau ở K, K khác D, chứng minh rằng FK là tiếp tuyến của đường tròn tâm E bán kính ED. Các em quan sát hình của bài toán. Ở bài toán này, chúng ta nhận thấy có hai giả thiết. Thứ nhất là tam giác DEF vuông ở D. Thứ hai là đường tròn tâm E bán kính ED và đường tròn tâm F bán kính FD cắt nhau tại K, K khác D. Yêu cầu chứng minh FK là tiếp tuyến của đường tròn tâm E. Các em nhận thấy yêu cầu khá quen thuộc. Với bài toán này, nhiều em cảm thấy rất rõ ràng, đúng không nào? Thật vậy, FK là tiếp tuyến của đường tròn tâm E. Chúng ta nhận thấy K thuộc đường tròn. Như vậy, để chứng minh tiếp tuyến, chúng ta còn một công việc nhỏ, đó là công việc nào ạ? Đúng rồi, chúng ta đi chứng minh FK vuông góc với EK tại K. Để chứng minh FK vuông góc với EK tại K, chúng ta đi chứng minh góc FKE bằng 90 độ. Với bài toán này, chúng ta sẽ nghĩ đến chứng minh FKE bằng 90 độ theo cách nào? Ta nhận thấy góc D bằng 90 độ. Từ giả thiết của bài toán, ta nghĩ đến chứng minh K bằng 90 độ theo cách bằng góc D. Và để chứng minh K bằng D, chúng ta sẽ sử dụng cặp góc tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Đó là tam giác DEF bằng tam giác KEF. Và lúc này, các em nhận thấy ngay, để chứng minh hai tam giác này bằng nhau khá dễ dàng. Thật vậy, các em nhìn thấy hai tam giác này có những yếu tố bằng nhau nào? Ta có EK bằng ED bán kính của đường tròn tâm E, FK bằng FD bán kính của đường tròn tâm F, đúng không nào? Và EF là cạnh chung. Từ đó ta sẽ có hai tam giác bằng nhau. Mời các em quan sát phần trình bày bài làm của thầy. Chúng ta xét hai tam giác. Ta có EK bằng ED, FK bằng FD, EF cạnh chung. Và hai tam giác này sẽ bằng nhau theo trường hợp cạnh cạnh cạnh. Từ đó, các em sẽ suy ra được góc EKF bằng góc EKD và bằng 90 độ. Hay FK vuông góc với EK tại K. Kết hợp với K thuộc đường tròn tâm E, ta có được FK là tiếp tuyến của đường tròn tâm E bán kính ED. Như vậy, ở bài toán này, các em nhận thấy chúng ta để chứng minh FK là tiếp tuyến của đường tròn tâm E với điều kiện đã có điểm K thuộc đường tròn và công việc của chúng ta chỉ còn là chứng minh FK vuông góc với EK tại K mà thôi. Tuy nhiên,
có những bài tập không thuận lợi như bài tập vừa rồi thầy trò ta làm, thì lúc đó cái việc phân tích để đưa về chứng minh tiếp tuyến cần các em lưu ý thêm về dấu hiệu nhiều hơn nữa. Để làm bài tập đó, mời các em sang tiếp bài thứ hai. Bài 2 có nội dung như sau. Cho tam giác ABC vuông tại A, tia phân giác trong của góc B cắt cạnh AC tại Y. Chứng minh rằng BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y bán kính IA. Ở bài toán này, các em quan sát hình vẽ. Chúng ta thấy bài toán có hai giả thiết. Thứ nhất là tam giác ABC vuông tại A. Thứ hai là phân giác trong của góc B cắt AC tại Y. Yêu cầu các em chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Với bài toán này, chúng ta thường hay vẽ đường tròn tâm Y để tiện chúng ta phân tích bài toán. Như vậy, để chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y, các em cần phải làm gì? Theo dấu hiệu, các em cần phải chứng minh khoảng cách từ tâm đến BC bằng bán kính, đúng không nào? Điều đó giúp chúng ta nghĩ đến tạo khoảng cách từ tâm đến BC. Thật vậy, thầy kể IH vuông góc với BC tại H, lúc đó IH chính là khoảng cách từ tâm đến BC. Và lúc này các em thấy để chứng minh BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y, công việc còn lại chúng ta phải làm là gì? Đó là ta chứng minh khoảng cách IH bằng bán kính IA hay H thuộc đường tròn tâm Y, đúng không nào? Và để làm điều này, với bài toán các em nhìn thấy khá dễ dàng. Ở đây chúng ta sẽ chứng minh hai đoạn bằng nhau theo cách cặp cạnh tương ứng của hai tam giác bằng nhau. Các em quan sát, thầy sẽ đi chứng minh HI và IA là hai cạnh tương ứng của cặp tam giác BAI và BHI. Ta nhận thấy hai tam giác này có gì đặc biệt? À, đây là hai tam giác vuông. Các em đã nhìn thấy những yếu tố bằng nhau của hai tam giác chưa? Rất dễ dàng, đúng không ạ? Chúng ta có góc B1 bằng B2 do BI là tia phân giác, cạnh BI chung. Từ đó đã kết luận được hai tam giác bằng nhau chưa? À, như vậy chúng ta đã xong việc phân tích. Tiếp theo mời các em đi tìm hiểu bài làm. Đầu tiên, các em đi kẻ IH vuông góc với BC tại H. Tiếp theo là các em xét tam giác ABI có góc A bằng 90 độ và tam giác HBI có góc H bằng 90 độ. Các em thấy hai tam giác này có cạnh BI chung, góc B1 bằng B2 vì BI là tia phân giác của góc B. Và lúc đó chúng ta kết luận được hai tam giác bằng nhau theo trường hợp cạnh huyền góc nhọn. Chúng ta suy ra được cạnh tương ứng IH bằng IA hay điểm H thuộc đường tròn tâm Y bán kính IA. Mà IH đã vuông góc BC tại H theo cách vẽ chúng ta làm ban đầu. Thế từ đó chúng ta kết luận BC là tiếp tuyến của đường tròn tâm Y. Như vậy, hai bài toán này chúng ta đã đi chứng minh, tìm hiểu cách chứng minh tiếp tuyến của đường tròn. Bài toán thứ nhất thì chúng ta đi chứng minh yếu tố vuông góc. Khi chúng ta đã có
yếu tố điểm nằm trên đường tròn. Còn bài toán thứ hai này thì chúng ta lại thấy có điều phức tạp hơn. Đó là chúng ta đi tạo yếu tố vuông góc và chúng ta đi chứng minh điểm nằm trên đường tròn. Qua đây, thầy muốn các em mỗi khi chứng minh tiếp tuyến của đường tròn, hãy lưu ý các điều kiện. Thứ nhất, vuông góc. Thứ hai là điều kiện điểm thuộc đường tròn. Ngoài những bài toán chứng minh tiếp tuyến, thì các em thấy chúng ta còn gặp những cái bài toán sử dụng tính chất của tiếp tuyến, của hai tiếp tuyến căn nhau để đi thực hiện chứng minh tính, vân vân. Để tìm hiểu nội dung đó, thì mời các em đi vào bài tập thứ 3. Cho đường tròn tâm O bán kính R, lấy hai điểm A và B thuộc đường tròn, sao cho OA vuông góc với OB tại O. Kẻ tiếp tuyến của đường tròn tâm O tại A, B chung cắt nhau tại M. Gọi Y là giao điểm của đoạn thẳng OM với đường tròn tâm O. Qua Y, kẻ tiếp tuyến của đường tròn tâm O cắt AM, BM lần lượt tại E và F. Yêu cầu thứ nhất, tứ giác AOMB là hình gì? Vì sao? Yêu cầu thứ hai, biết R bằng 5cm, tính chu vi của tam giác MEF. Yêu cầu thứ ba, chứng minh rằng góc EOF bằng 45 độ. Trước tiên, thầy và các em đi tìm hiểu câu thứ nhất. Tứ giác OAMB là hình gì? Vì sao? Các em cùng quan sát hình của bài vẽ, hình của bài toán. Ở bài toán này, chúng ta có các giả thiết như sau. Đường tròn tâm O bán kính R. AB thuộc đường tròn, sao cho OA vuông góc với OB tại O. Tiếp tuyến tại A, B cắt nhau tại điểm M. Tiếp theo, MO vuông góc cắt đường tròn tại Y, qua Y kẻ tiếp tuyến với đường tròn cắt MA, MB ở E và F. Nhìn vào hình vẽ, ta nhận thấy ngay tứ giác OAMB có gì đặc biệt. Ta thấy tứ giác có góc A, O, B bằng 90 độ. Điều này giúp chúng ta nghĩ đến tứ giác là hình gì? Tứ giác có 3 góc vuông. Vậy đây chính là hình chữ nhật. Còn gì đặc biệt hơn không? Các em để ý tiếp cạnh OA, OB của tứ giác. Ta thấy đây là hai cạnh bằng nhau vì cùng là bán kính của đường tròn tâm O. Kết hợp với OA, MB là hình chữ nhật như phân tích vừa rồi, thì đây chính là hình gì? Chính là hình vuông, đúng không nào? Thế với bài toán đó, với phân tích đó thì mời các em đi tìm hiểu phần trình bày lời giải. Xét đường tròn tâm O có MA, MB là hai tiếp tuyến. Suy ra MA vuông góc với OA tại A, MB vuông góc với OB tại B theo tính chất của tiếp tuyến. Và chúng ta có góc A bằng góc B 90 độ. Xét tứ giác OAMB, ta có góc A bằng góc B bằng góc O 90, đúng không nào? Và từ đó chúng ta kết luận đây chính là hình chữ nhật. Và như phân tích vừa rồi, các em thấy OA bằng OB và cùng là bán kính của đường tròn. Như vậy, chúng ta kết luận OAMB là hình vuông. Với bài toán này khá đơn giản, chúng ta chỉ cần sử dụng
tính chất của tiếp tuyến tại A và B để chúng ta có góc vuông và từ đó dễ dàng chúng ta có được bài giải, đúng không nào? Tiếp theo mời các em sang câu B. Biết bán kính R bằng 5 cm, tính chu vi của tam giác MEF. Trước tiên, chu vi của tam giác MEF bằng cái gì? Chúng ta thấy chu vi của tam giác MEF chính là bằng ME cộng EF cộng FM, đúng không nào? Do vậy, để có chu vi của tam giác, chúng ta cần đi tìm hiểu và tính tổng của ba đoạn này, chính là ba cạnh của tam giác. Làm thế nào để tính được cái tổng ME cộng EF cộng FM? Thì mời các em cùng tìm hiểu cái phần giả thiết để chúng ta phân tích xem đã có được độ dài của ba cạnh tam giác hay chưa. Trước tiên, ở bài toán này chúng ta nhận thấy đề bài cho bán kính bằng R. Điều đó suy ra được độ dài của những đoạn nào trên hình của bài toán? Chúng ta thấy OA, OB lúc này sẽ bằng R và bằng 5. Điều đó cũng giúp chúng ta suy luôn ra được AM, BM cũng bằng 5. Đúng không nào? Bởi vì A, O, B, M là hình vuông theo câu A. Khi chúng ta biết bốn cạnh của hình vuông, các em nghĩ xem làm thế nào để tính được tổng của ba đoạn ME, EF và MF. Chúng ta cùng tiếp tục phân tích. Trên hình vẽ, chúng ta nhận thấy ME cộng EA thì bằng MA, MA bằng AO và bằng 5 cm, được chưa nào? Đồng thời, các em nhận thấy ở bài toán có 3 tiếp tuyến. Tiếp tuyến tại A, tại Y và tại B. Chúng đôi một cắt nhau. Điều đó giúp chúng ta nghĩ đến gì? Chúng ta sẽ nghĩ đến các tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau trong một đường tròn. Thật vậy, chúng ta thấy tiếp tuyến tại A, tại B cắt nhau tại M, thì MA sẽ bằng MB. Tiếp tuyến tại A, tại Y cắt nhau ở E, thì EA sẽ bằng EI. Tương tự, FI sẽ bằng FB. Từ điều đó, chúng ta phân tích và suy ra được độ dài của những đoạn nào. Thầy sẽ thay IE bằng EA lên trên thì thầy sẽ được độ dài của ME cộng EI bằng 5 cm, đúng chưa nào? Tương tự, thầy sẽ có MF cộng FI cũng bằng 5 cm. Với phân tích như vậy, các em nghĩ xem đã giúp chúng ta suy ra được ME cộng EF cộng MF chưa? Bạn nào còn phân vân thì chúng ta tiếp tục phân tích với thầy. Từ hai điều này, các em nghĩ sao khi thầy cộng chúng lại với nhau? Chúng ta sẽ được ME cộng EI cộng IF cộng MF bằng bao nhiêu ạ? Chúng ta sẽ lấy 5 cộng 5 bằng 10. Và từ đây, thầy tin rằng các em đã có cách để tính được tổng ME cộng EF cộng FM, phải không nào? Bởi vì ME cộng EI
chúng ta vừa đổi thành và MF cộng FI. Lúc này các em thấy EI cộng IF chính là bằng đoạn EF. Và chúng ta sẽ suy ra được tổng. Từ tổng chúng ta suy ra được chu vi của tam giác. Với phân tích đó, các em đi vào phần trình bày bài làm của câu B. Trước tiên, thầy gọi chu vi của tam giác MEF là P MEF. Khi đó, ta có chu vi của tam giác bằng tổng ba cạnh ME cộng EF cộng FM. Thầy phân tích cạnh EF thành EI cộng IF. Theo tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, như phân tích vừa rồi, chúng ta có EA bằng EI, FB bằng FI. Do đó, chúng ta thay cái tổng bằng ME cộng EA, FB cộng FM. ME cộng EA chính là bằng đoạn MA. MF cộng FB chính là đoạn MB. Hai đoạn này lại bằng nhau và cùng bằng MO, AO. Do vậy, chúng ta ghi bằng 2R. Ta thay R bằng 5, các em sẽ có kết quả bằng 10. Kết luận, chu vi của tam giác MEF bằng 10 cm. Như vậy, ở bài toán này, thầy và các em đã sử dụng tính chất của hai tiếp tuyến đường tròn tâm O cắt nhau để đi tính độ dài và từ đó suy ra được chu vi của tam giác MEF. Bên cạnh sử dụng tính chất về cặp đoạn bằng nhau của hai tiếp tuyến cắt nhau thì chúng ta còn sử dụng về yếu tố phân giác, tức là cặp góc bằng nhau. Mời các em sang tiếp câu C để chúng ta tìm hiểu nội dung này. Câu C chứng minh rằng góc EOF bằng 45 độ. Ở đây thầy đặt thứ tự các góc tại đỉnh O lần lượt 1, 2, 3, 4 như hình vẽ. Để đi chứng minh góc FOE bằng 45 độ thì trên hình vẽ các em thấy góc này bằng tổng của hai góc nào? À, chính là O2 và O3. Từ đó ta đi chứng minh O2 cộng O3 bằng 45 độ thì cũng suy ra được FOE bằng 45 độ. Tiếp tục phân tích tại đỉnh O, các em nhận thấy góc O2 có mối liên hệ với góc O7. Ta thấy O2 bằng O1. Theo tính chất của hai tiếp tuyến tại A, I cắt nhau ở E. Đúng không nào? Tương tự, ta cũng có góc O3 bằng góc O4. Khi O2 mà bằng O1 thì chúng ta thấy góc O2 sẽ có mối liên hệ gì với góc A, O, I? À, chúng ta thấy là bằng 1/2. Tương tự O3 cũng bằng 1/2 của góc B, O, I. Vậy, để chứng minh O2 cộng O3 bằng 45, chúng ta chuyển về chứng minh cái tổng này bằng 45 độ. Lúc này, các em nhận thấy góc AOI và góc BOI cộng lại thì chính là bằng góc AOB. Vậy với điều kiện kia, chúng ta nhận thấy chúng ta đi cần chứng minh 1/2 góc AOB bằng 45 độ. Và điều này khá rõ ràng. Chúng ta chỉ cần sử dụng giả thiết AOB bằng 90 độ theo đề bài. Đúng không nào? Thế như vậy, thầy và các em vừa đi phân tích để chứng minh được góc EOF bằng 45 độ dựa vào tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau. Phần này khá rõ ràng. Các em sẽ tự trình bày vào trong vở của mình. Như vậy, qua 3 bài tập, thầy và các em đã vận dụng
các kiến thức về tính chất của tiếp tuyến, tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau, dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến để làm các bài tập về chứng minh tiếp tuyến và sử dụng tính chất để thực hiện các bài toán về chứng minh và tính. Thầy hy vọng nội dung này sẽ được các em tiếp tục củng cố và ôn tập nhiều hơn nữa tại cái phần ôn tập ở nhà của các em. Và nội dung tiếp theo là thầy có bài tập tự luyện để các em ôn tập tại nhà. Bài tập như sau: cho đường tròn tâm O bán kính R có đường kính là AB. Lấy điểm C trên đường tròn sao cho AC bằng R. Câu A: tính BC theo R và các góc của tam giác ABC. Câu B: gọi M là trung điểm của OA, vẽ dây CD vuông góc với AB tại M, chứng minh tứ giác ACOD là hình thoi. Câu C: tiếp tuyến tại C của đường tròn cắt đường thẳng AB tại E, chứng minh ED là tiếp tuyến của đường tròn tâm O. Câu D: hai đường thẳng EC và DO cắt nhau tại F, chứng minh C là trung điểm của đoạn thẳng EF. Như vậy, qua buổi học ngày hôm nay, thầy hy vọng sẽ giúp các em có một phần kiến thức để củng cố và tự ôn tập ở nhà. Xin chào và tạm biệt các em.